À, ngày hôm qua thì nhóc Dảnh với lại nhóc Thái á, mấy anh em có đi vào trong rừng để hái trái cây. Thì mấy đứa nó phát hiện được một cái căn nhà hoang ở giữa rừng luôn nha mọi người. Cái căn nhà này đặc biệt một cái á, là một căn nhà xây rất là to luôn, và nó nằm ở giữa rừng ở chỗ Sang luôn. Nên sáng ngày hôm nay thì mấy đứa nó rủ Sang là đi vào phía trong căn nhà hoang đó để mà khám phá xem phía trong nó có gì hay không. Nên sẵn tiện thì Sang mang theo một cái ba lô đồ luôn. À, là Sang với mấy đứa quyết định là vừa khám phá nè, rồi Sang với mấy đứa sẽ ngủ lại căn nhà hoang đó một đêm. Sáng mai thì mình mới về ha, để mà thực hiện một cái thử thách 24 giờ trong căn nhà hoang đó cho mọi người xem. Đi hết xuống luôn hả? Sang với mấy đứa nãy giờ đi một cái đoạn khá là xa rồi nha mọi người. Đi tới con suối này thì mấy anh em bây giờ đang là đi theo con suối. Nhấp dạnh bảo là đi hết con suối nhỏ đây này, xong rồi bắt đầu là băng lên cái đường đồi thì mới tới được cái căn nhà hoang đó nha. Cái căn nhà này thì nằm tận tít tít trong rừng sâu luôn, nên muốn đi tới nó thì cũng phải mất nhiều thời gian. Sống hay chết? Lạ ha. Sẽ cho mọi người xem cái này nè. Ở phía trong cái thân của cái cây to đây này thì nó mọc ra mấy cái cây cây nhỏ, sống cây luôn, cây tre nhỏ ở phía trong cái thân luôn nha. Đây này nó mọc này, tại vì cây này có bọng, cây thì vẫn còn sống luôn. Ngọn nó tương tích trên kia kìa, nó mọc phía trong lồng của cái cây này luôn nha, nó mọc thẳng lên như kia luôn. Ghê thật ha. Thôi đi. Đây, 1, 2, 4, 5, 6 cây. Nguyên một cái bụi tre nó mọc vô trong thân mà. Đi, đi này đi. Đường khó đi rồi đấy. Cái khu này gần như là không có ai qua lại á, nên không có đường mòn. Mấy anh em sang vừa phải móc đường và vừa vác đường đi. Đâu, cây nào? Cái đấy à? Đây phải không? Sao gọi là cây ăn thịt cây? Làm cái nhà của nó gì? Đi tới cái đoạn này nhóc Dảnh nó thấy cái cây này nè mọi người. Đây này, cây trúc mặt Sang đây này. Hai cây thì nó đang ôm nhau nha. Cây ở phía ngoài Sang không biết gọi là cây gì, nhưng mà cây phía trong á thì là cây bằng lăng. Thì cây phía ngoài nó đang ôm cái phía trong. Nhóc Dảnh nó bảo là cây phía ngoài đang ăn thịt cái cây phía trong ha. Tại vì nhóc Dảnh nó bảo là vài năm nữa thôi là cái cây này nó sẽ ăn mất cái cây kia luôn. Cũng dữ ha, cây cũng ăn thịt cây được nữa ha. Ở nhờ người ta rồi ăn thịt người ta luôn, đi. Khu này thì toàn là cây to thôi. Nửa đường cho anh. Coi chừng có vắt không mấy đứa. Ui chừng anh có vắt nè. Đây này, không vắt này. Đang hút máu đây này. Đây một con. Coi coi chừng có vắt không. Coi chừng nó bò lên nó hút máu. Thái lại giang hai cái tay ra coi ôm hết cây không. Không bằng. Không bằng một góc nhỏ của nó luôn không. Mọi người xem cái cây vô này nè, to ghê không. Cây này nhóc Thái chắc khoảng tầm 20 người như nhóc Thái mai ra mới ôm hết cái cây nha. Đây một cây, ui bên đây có một cây nữa nhỉ. Thái đi qua cái đó, hai cây sát bên nhau luôn. Đây một cây to này, đây thêm một cây to nữa. Cây này thì mọi người xem rễ của nó này, nó chia ra thành từng bậc nha. Cái cây này mà mình ở trong đây cũng được nữa, che mưa cho mình luôn mà. Ui cây này cái khứa ghê ha. Ôi cái này làm được cái nhà luôn rồi Dảnh ơi. Ha. Đây này. Núp đó à. Ô như cái nhà luôn. Ở đây ai biết được. To thật. Ôi đi. Ba khí ha. Một cảnh, hai cảnh, ba cảnh. Ba người vô ngủ. Ba bốn người vô đây ngủ cũng được. Bên đây nè. Bên này mới to nè. Đóng đây qua, đóng cây ngủ luôn, đi. Tiếp. Cái trò luôn. Hả? Sao có mấy cái tên? Tên gì? Cái tên Kama. Ở đâu? Ở cây bự. Cây này dánh nấp hả? Dạ. Rồi sao? Hồi xưa ông đó đi làm lạc đó. Lạc đường nãy hả? Dạ. Rồi có kiếm được không? Không. Không lạc trong đây luôn, mất luôn. Là ý là ông khắc tên xong rồi ông bị lạc hay là sao? Là cái tên thì ông khắc ở trên đó, xong rồi ông bị lạc phải không? Sắp tới rồi vậy?
Ui gai móc. Thôi đi đi. Chắc ổng cắt trước khi ổng lạc nha. Ừ. Nhà to vậy? Cái này là cái nhà nhỏ hả vậy anh? Còn cái nhà to ở đâu nữa? Trên kia hả? Đời nào mình lên nói sau nha. À, đi từ nãy tới giờ, từ sáng tới giờ, cuối cùng thì sang với mấy đứa cũng đến được cái nhà quan mà mấy đứa bảo là cái nhà quan nhỏ nha mọi người. Nhưng mà thật ra thì nó không có nhỏ đâu. À, mọi người xem đây này, to lắm. Nó trải dài từ đây xuống tới đây này, cửa sổ này kia thì đứng đây thấy có rất là nhiều cửa sổ luôn này. À, nhà này thì mái nó bị dở hết rồi, không còn gì hết rồi chứ. Chỉ có vậy à? Hôm qua mấy đứa xuống đường nào? Có xuống dưới chưa? Chưa hả? Tới đây giờ kiếm đường xuống thôi. Trời thì đang chuyển mưa đây nè. À, từ sáng tới giờ sang với mấy đứa nhóc đi á, một đoạn đường khá là dài luôn nha mọi người. Sẽ cho mọi người xem đây nè. Xung quanh đây á, xung quanh căn nhà quan này á, bốn bề đều là rừng hết luôn nha. Nên giờ thì mấy anh em sang phải kiếm cái đường đi xuống đây. Vậy đi xuống đó đi. Kiếm cái đường đi xuống đây, chỗ này gai quá. Chỗ này lùm cao mà. Đi xuống đi, xuống tranh thủ xuống đi làm cái chỗ núp. Anh tưởng cái nhà này có mái chứ. Không có mái phải làm cái chỗ núp để hồi mưa tới. Đi. À, chắc là mít nhà quá. Nếu mà có nhà quan ở đây chắc người ta trồng á. Xong giờ nó mọc lên. À, đang kiếm cái đường đi xuống mọi người. Nhưng mà... À, đi tới đây thì nhóc Dảnh thấy cái mít lên, cho nhóc Dảnh leo lên hái cái trái mít này nè. Có mấy trái mít chín nè. Thế này. Sang cũng không biết là đây là trái mít rừng hay trái mít nhà nữa, nhưng mà có nhiều trái lắm. Chín thì thơm lừng à. Đây này, bên đây có trái chín này nhỉ, trên đầu cưng á. Rồi quăng xuống chanh luôn. Chín không? Cẩn thận nha hai đứa, tranh thủ hái đi rồi mình đi xuống nhà quan này. À, tại vì trời sắp mưa rồi. Một xíu nữa mình đi khám phá sao, quăng xuống cho anh đi. U chín rồi nè. Ừ. Con gì ăn này. Đây này mít chín rồi nè mọi người thấy không? Đây này. Ở đây có cái chanh nữa. Cái khu này thì lúc trước có người sống nữa. Ô bên đây cây nữa vậy anh ơi. À, cây này có trái to luôn nè. Một trái này. Hai trái này. Thơm lắm. À, tối nay vào nhà hoang là có mít ăn nha mọi người. Quăng xuống đại đi, không sao đâu. Anh chụp được. Ui, rớt bên đó thì khỏi chụp luôn. Ui, nó lăn xuống đồ rồi, nó lăn xuống đồ rồi. Lăn chưa? Ui, đây một cái nữa. Ui, thơm lừng luôn mọi người. Không biết là mít rừng hay là mít nhà nữa. Ui, chỗ này miếng chai không? Ui, cây này đáng ra bự lắm nè dạ anh. Nhưng mà bị chết nè. Nó chết. Ờ nó chết xong nó mọc lại cái cây khác á. Thôi xuống đi. Đủ ăn rồi, xuống đây. Cây bên kia trái mấy bự kìa. Thôi mà thôi đi. Đi đi lên kia để hồi trễ. Để hồi mưa. Mình còn đi một vòng cái nhà quan nữa mà. Không biết cái khu này ngày xưa là cái gì mà người ta xây lớn ghê ha. Ở đây bệnh viện hả? Ai nói cho Dảnh biết? À, người ta kể là cái gì? Ôi, sang với mấy đứa cuối cùng cũng đi tới cái khu không phải là căn nha mọi người, mà gọi là cái khu nhà hoang luôn. Sẽ cho mọi người xem đây nè. Ở đây thì trước khi vào thì nó có một cái cây cột rất là to, có chữ gì trên đó nhưng mà lâu quá rồi nên nó bay màu mất nha mọi người. Cột thì cũng bị nghiêng. Ở đây có một cây thôi. Bên đây có một cây đây nè. Này chắc là cái cổng quá vậy anh. Đây nè. Nè, bên đây có cây cột ngã đây nè. Chắc là chỗ này ngày xưa là cái cổng á mọi người. Cái cổng gác á. Tại vì nhấp có cửa hết luôn hả? Gió thổi ba hay sao? À, người ta đi, người ta vô lên người ta lấy cái gì? À, mọi người xem khu này nè. Ở đây là bốn bề đều là rừng núi ha. À, nhưng mà lại có một cái khu dãy nhà nó to như thế này nè. Chắc khoảng tầm mười mấy phòng luôn. Thì nhấp Dảnh bảo là cái bệnh viện của quân đội. À, nhưng mà người ta bỏ. Thì mấy năm trước thì nhóc Dảnh bảo là ở đây nó có tôn, nhưng mà sau này người ta lấy hết. Giờ đi một vòng xung quanh nhà trước đi ha, xong rồi mình vô nhà mình khám phá sau, xem xung quanh đây có cái gì ăn được hay không. Nhà riêng này. À, hai cái Dảnh ơi, không phải một cái. Đây này, bên đây là một cái này, bên đây là một dãy. Nó có tên phòng luôn kìa Dảnh ơi. Đây này mọi người thấy tên của nó không? Nè, phòng số 5 này, phòng số 4 này,
số 3, số 2, số 1 trên đó. Còn phòng này thì không có tên. Cái phòng này là phòng của bệnh bác sĩ. Ừ. Rồi đi một vòng, vòng qua đây. Đi vòng xung quanh nó coi có cái gì ăn được hay không. Thường thường là mấy hả? Cái tao. Thường thường là mấy cái căn nhà hoang này kia thì sẽ có cái này cái kia, người ta trồng để ăn được á. Cái chỗ nãy mình đi xuống phải không? Ừ. Cái đó là cái gì á? Đỡ con nhảnh lên coi là cái gì Thái. Sao là? Cái gì vậy? Cái bồn nước. Cái bồn nước hả? Đi ra. À. Cái bồn nước ở đây nè. Ô, có nước luôn. Hai bồn. Mấy cái nhà này không biết là từ cái thời nào rồi. Nhìn nó cũ kỹ quá ha. Bồn bên kia nước nhiều hơn. Đâu, coi tắm được không đã. Ô, nước còn tắm được mà, nước trong mà. Cầm cầm điện thoại cha nó leo lên cái Thái. Nước trong mà, nước sạch mà. Nào, cái nào sạch hơn? Ừ, bên đây sạch hơn. Ừ. Hết nước. Rồi qua đó coi con gì. À, ở đây có một bộ xương nha. Nhóc chảnh thì nó bảo là con quả. Con quả nó chết dưới sau nhà. Cầm cái đầu lên coi. Đục rồi. Cái mỏ quả đưa đây cho. Đưa đây cho. Đây mọi người thấy không? Đây là cái một xác con quả ha. Nó rớt vô trong cái bồn nước này nó chết. Lông nó lên đây nè. Đây này là dánh. Cầm lùm con lông đen lên cho anh coi. Này nè mọi người thấy không? Lông nó thì màu đen đây nè. Bồn kia thì nó nước trong veo. Leo được không? Cũng hên là có cái bồn nước bên đây. Hai bồn nha, bồn này thì sạch sẽ luôn nè, nước trong veo. Còn bồn bên đây thì có con quả chết nè, không tắm bên đây. Tại sao con quả rớt ở đây chết được ha? Con này cũng xấu số. Sang thì không biết là nó đã bị bỏ hoang bao nhiêu lâu rồi. Nhưng mà cây cối cỏ này kia nó mọc vào trong gần như là mọc hết ở trong nhà luôn. Thì không biết là mọi người ở đây á, lúc nhỏ mọi người có bao giờ thích cái cảm giác mà đi khám phá những cái căn nhà hoang, những cái căn nhà nhà bảo là có ma như Sang với mấy đứa nhóc hay không á. Dù Sang với mấy đứa nhóc thì ai cũng sợ hết, phải không? Nhưng mà cái cảm giác tò mò của mình á thì thôi thúc mình phải đi khám phá những cái căn nhà này cho mọi người xem. Ôi, đây là phía trong cái nhà này. Nhà này lót gạch luôn nè, lót gạch men luôn nè. Phía trong nhà thì lót gạch men, cỏ thì mọc hết trong nhà luôn. Leo qua Thái, leo qua. Nếu mà cái nhà này nó còn cái tôn á thì mình khỏi cần phải làm. Mà không còn tôn thì bây giờ phải làm cái chỗ thì tối nay mấy anh em ngủ đó. Đây là một cái căn phòng đầu tiên nha. Phòng này phòng số 1. Bên đây là phòng số 2, vô phòng số 2 đi. Cái này là phòng, chắc là phòng bệnh nhân quá ha. Cái phòng này là phòng không có tên phòng. Đây chắc phòng số 2 này, tại vì kia là phòng số 3. Ở đây thì không có tên phòng nha. À, phòng này phòng nhỏ, phòng kia phòng lớn là phòng của bác sĩ. Còn phòng bên đây là phòng của bệnh nhân. Phòng bệnh nhân thì nhỏ, có cái toilet luôn. Yeah, có toilet luôn nè. Cây sung nó mọc trong cái toilet lên luôn kìa. À, không biết là cái chỗ này nó bỏ hoang bao lâu. Ôi, con sâu này to vậy. Bỏ hoang bao nhiêu lâu rồi. Cây sung nó mọc từ trong cái hố toilet lên luôn rồi mọi người. Tiếng tích trên trời xanh. Đây là phòng số 3 nha. Phòng số 3 có tên phòng luôn. Phòng ở, phòng ở vậy anh ơi. Để là phòng ở nè. Ừ, phòng ở số 3. Phòng ở số 4. Cái là phòng của bệnh nhân nha. Phòng bệnh nhân ở trong đây. Hoặc là phòng ở của bộ đội. Hôm nay ở trong đây thì còn quần áo luôn nè. Thì khám phá mấy cái này thì nó thú vị lắm mọi người. Trong này là toilet. Quần áo nè, đinh nè, bàn chải đánh răng nè. Cỏ mọc lên luôn. À, qua phòng số 4 đi. Tối đi khám phá mới sướng.
Giờ thì mấy anh em sang đi một vòng trước thôi. Chỗ này là cái phòng ở số 4 nha mọi người, cái phòng số 4 nha. Thì mọi người xem phía bên trong của nó đi. Cỏ mọc kín hết cái phòng luôn, toilet ở phía trong. Còn nhìn đi chân cho kỹ nha. Nhà quan trắng nhiều lắm. Ôi, phòng số 5 còn ghê hơn nữa chảnh ơi. Đây là cái phòng số 5. Phòng ở số 5 là ở đây là có hai phòng của bác sĩ, 5 phòng của bệnh nhân nha mọi người. Đây này. Ở phía đây cũng có cái toilet. Còn bên đây là phòng bác sĩ đây. Nhà này thì nó cách nhau nha. Có một cái khoảng ở giữa. Đây là cái khoảng ở giữa của hai cái nhà. Ồ, không phải. Anh biết cái chỗ này là cái gì rồi. À, nhà nấu ăn. Không phải là phòng của bác sĩ. Đi vô, đi vô, đi vô. À, cái chỗ nấu ăn này mọi người, chỗ bếp đây nè. Cái chỗ để bình ga rửa chén này kia này. Cái chỗ là cái phòng ăn của bệnh bác sĩ, bệnh nhân này kia nha. Sang thì con không biết là trước đây á, cái chỗ này là cái gì. Nghe mấy đứa nhóc bảo là cái chỗ này ngày xưa là bệnh viện bỏ hoang á. Bệnh viện của quân đội á. Nên thì như sang nghĩ ở đây là cái bếp của bộ đội. Mà không biết tại sao người ta lại chuyển được gạch đồ này kia vào trong đây ha. Tại vì ở đây á, mọi người cũng thấy là bốn bề nó đều là rừng hết, không có chỗ nào có đường xe vào hết. Không biết là tại sao người ta có thể là chuyển vào trong đây được. Vậy là hết bốn cái một dãy cái nhà hoang này nha mọi người. Giờ thì có lẽ là sang với mấy đứa kiếm một cái chỗ để mà làm cái chỗ ngủ. Để tối nay ngủ lại nha. Vậy là nãy giờ sang với mấy đứa vừa mới đi một vòng khám phá cái khu nhà hoang này rồi nha mọi người. Thì bên trong nó gần như là người ta dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, người ta lấy hết rồi, không còn cái gì nhiều hết cả. Nên tôn phía trên thì chúng ta cũng lấy mất. Nên sang với mấy đứa thì cũng không thể nào mà nằm trong cái nhà hoang ngủ được, tại vì nó không có mái tôn á. Sang thì cũng may mắn là mang theo một cái bạt mọi người. Nên giờ thì mấy anh em sang dọn dẹp sạch sẽ cái phần sân phía trước cái khu nhà hoang này nè. Mình sẽ làm một cái trại đây. Tối nay mấy anh em sẽ ngủ đây một đêm. Lót cho đều nha hai đứa. Hôm tối ngủ đau lưng lắm. Trời khi nãy vừa mới đổ mưa mọi người, nên sang với mấy đứa tranh thủ làm cho xong cái túp lều. Đây là hai trái mít mà khi nãy sang hái ở phía dưới cái nhà hoang mọi người. Bây giờ thì mấy anh em sang sẽ bắt đầu là xẻ trái mít này để mà ăn trưa nha. Xong rồi tối nay thì sang cũng có chuẩn bị một số đồ để mang theo ăn tối. Rồi mình sẽ ngủ lại cái láng này để xem là buổi tối ở trong căn nhà hoang ở giữa rừng thì có gì không. Đặt lên trên đây, xẻ trên này trước đi, cắt làm đôi trước đi, cắt đôi. Ừ, bổ ra coi nó chín chưa, thơm lắm rồi đó. Con này ừ, mạnh lên, dao lục rồi đó, chín chưa. Ồ, thơm lưng luôn. Cái nào thúi cắt bỏ, cái nào hư cắt bỏ. Mọi người xem nhấp dảnh nó ăn mít đây này. Nhìn cũng chuyên nghiệp dữ á. Rồi được rồi, lát mình bẻ lên, rồi lận lên, lận lên đúng rồi. Đó, để dù gói lận lên, rồi ăn luôn đi, ăn cái miếng này trước đi. À, giờ Sang mời tất cả mọi người ở đây ăn với Sang miếng mít rừng nha. Là không mít, mít ở nhà hoang, không biết là mít rừng hay mít nhà. Mình sẽ xem nó ngon hay không. Ngon không? Thơm lắm. Buổi trưa hôm nay ở trong căn nhà hoang của mấy anh em Sang á, thì có mấy trái mít nha mọi người. Giờ thì ăn mít mình chống đói thôi. Tối nay thì mới nấu cơm cho mấy đứa nhóc ăn. Hôm nay vào đây thì chủ yếu là sang khám phá xem căn nhà hoang này nó có cái gì hay không. Mà trên đây thì cảnh nó thoải mái lắm. Nó cao, nó mát mẻ mọi người. Mời cả mọi người ăn mít nha. Mít này á, trái nó ngọt lắm. Nó thơm á. Mà mọi người xem phần muối này. Làng khè luôn ha. Sang với mấy đứa vừa mới ăn hết trái mít. Trái mít này ngọt mọi người, coi như cũng là cầm cự được buổi trưa. Trưa nay thì không cần phải ăn cơm ha. Tối nay thì mới nấu đồ ăn cho mấy đứa nhóc ăn sau. Thì hôm nay đi thì chủ yếu là đi khám phá nên sẽ có mang đồ ăn theo. Mọi người xem cái khu nhà hoang nhìn ở ban ngày đây này. Thì
cảm giác cũng như bình thường hả anh? Không có gì đáng sợ lắm. Không biết cái buổi tối ra như thế nào, nhưng ban ngày thì cũng như vậy thôi. Giờ đi lại phía sau tắm nha. Ở phía sau cái nhà này có cái bồn nước này, có lẽ mấy anh em sang xem nước có sạch hay không, rồi đi tắm, tắm rửa cho sạch sẽ xong rồi lên trên đây sửa lại cái lều này một xíu nữa. Lều hay mới đó bây giờ là 6 giờ rưỡi nha mọi người. Sang với mấy đứa thì vừa mới tắm rửa xong. Mọi người xem cái cảnh từ trên căn nhà hoang nhìn xuống đây nè. Xung quanh đây á, bốn bề nó đều là rừng núi hết cả. Với lại là phía trên cái căn nhà hoang này á, là một cái ngọn đồi rất là cao. Nên mọi người có thể thấy là sương mù nó bay đi nè. Mờ tịt hết cái khu này luôn. Và bây giờ thì mới là 6 giờ rưỡi chiều thôi mà trời đã lạnh hẳn rồi. Sang với mấy đứa thì tranh thủ có múc được đây một ít nước. Giờ thì mấy đứa đang nấu nước để chuẩn bị cái bữa cơm tối. Này con Thái, này con Dảnh, này con Anh. Rồi, ở đây là có 6 gói mì với là một ít đồ xúc xích này kia nữa, một xíu sang chiên, xong rồi bỏ vô trong đây. Rồi mình ăn tối. Ăn tối xong đi khám phá tiếp nha. Đi vòng vòng cái khu này xem có cái gì hay không. Hình như mấy đứa là người hai gói chắc no rồi ha. Tô có sang đây hai gói. Tô cô nhóc Thái 2 gói, tô nhóc Dảnh còn 2 gói. Rồi vừa nước thôi. Để hồi đấy là chế tô anh luôn. Giờ chị Sang mời tất cả mọi người ở đây cùng với mấy anh em ăn tối. Ăn tối xong thì tối nay mình còn nhiệm vụ nữa là đi một vòng cái khu nhà này xem buổi tối nó có gì hay không. Ăn đi mấy đứa. Ăn cho no nha. Mà nhắm 2 gói này no không? No. No mà phải không? Trước giờ chị Sang với mấy đứa đi vào đường thử thách 24 giờ. Thường sẽ mang gạo nên nấu quay cho mọi người xem. Nhưng mà đợt này thì mang mì, tại vì mọi người biết sao. Tại vì đi hôm nay đi vào đây thì chủ yếu là đi khám phá, nấu cho mì cho ăn cho nhanh, để mà còn đi vòng vòng nữa. Thôi mời cả mọi người nha. Trăng buổi tối trong rừng sáng ghê hả chị anh? Dạ. Sáng nguyên cả một cái khu này luôn mà. Bây giờ là gần 8 giờ tối rồi mọi người. Nhưng mà Sang với mấy đứa không cần bật đèn cũng thấy được cái đường đi lại luôn. Mấy đứa thì nó đang ăn xong hay có mì. Rồi Sang thì bắt cái nồi dầu lên đây nè, chuẩn bị chiên mấy cái khóm mà hôm nay mình mua theo á, để cho mấy đứa nhóc nó ăn thêm. Tại vì ăn mì tối thì cũng sẽ đói. Chiên hết lần ăn cho đã. Giờ Sang chiên mấy cái khóm. Ôi vừa lửa thôi, lừa lửa thôi. Rồi ăn đi mấy đứa. Thôi mời tất cả mọi người nha. Cái này chiên trước nên ăn trước cho đỡ nguội. Ngon quá. Đi rừng mà như vậy thì còn gì bằng nữa không? Tại vì đợt này chủ yếu là đi khám phá nên mới mua mấy cái này mang theo được. Nhưng mà đi thử thách thì chắc là không mang theo được mấy cái này đâu. Ăn cho nồi nha. Có. Đi chưa? Sang với mấy đứa thì đốt được đống lửa ở trước cửa cái lều này mọi người. Giờ thì mấy anh em sang đi một vòng cái căn nhà hoang đi khám phá. Căn nhà thì khá rộng mọi người, từ tận tới trên đây này, dài xuống dưới kia nha. Đi, đi từ đầu này xuống ha. Cầm cái dao theo vậy nè. Nhà hoang có rắn kìa, dưới chân. Đây, đi trước, cầm dao chắc. Đây, đi vòng đường này vô. Rồi thì Sang với mấy đứa đi một vòng để xem có cái gì trong nhà quan hay không á. Ui, đỉnh cao vậy luôn hả? Ui, vậy có khi ở đây có rắn rất nhiều lắm á. Cái bậc thềm cao đó, ui cái hang kìa. Đưa lên leo lên Thái ăn những cái hang đó. Cái hang đang o luôn. Mới nói thôi là thấy rồi. Đây nè, mọi người thấy cái hang luôn. Ui, cái hang rắn này vậy đó. Ừ, leo lên. Số 4 hả? Ở đây là có cái bảng này. Phòng ở số 4 nha. Giờ mình sẽ vào cái phòng ở số 4. À, cá kẹ kêu. Lớn nghe ha. Cá kẹ rừng nó kêu mọi người.
cái cây nó ngã xuống đây, ui trái này, rồi hai cái gốc này nó cũng mọc được luôn, ra trái luôn, nó trơn quá bự không, dữ thật. Đi qua phòng số 3. Đó. Mặt trăng. Ừ. Chỗ này là phòng ở số 3. Ở đây thì có mấy phòng ta? Hồi sáng mình đếm mấy phòng? 1 phòng, 2 phòng, 3 phòng, 4 phòng, 5 phòng. 6 phòng nè, 7 phòng nè, 8 phòng nha mọi người. Có 8 cái phòng hả? Ừ, nó tối nay nó khỏi ngủ luôn á. Thôi đi đi. Phòng này cũng như phòng kia. Chỉ có phòng đầu tiên là anh thấy nó ấy lắm á, nó rộng lắm á hả? Dạ. Rộng hơn cái phòng này nhiều. Có cái phòng đó. Ừ, cái phòng thứ hai, thứ ba này nó nhỏ nè. Ở trong đó còn cuốn lịch từ năm 2012, hồi nãy xem mới đọc trong đó. Là nhà này bỏ hoang từ bao lâu rồi ta? 9 năm rồi. 9 năm cuốn lịch cuối cùng là 2012. Nhà này là 9 năm, bỏ hoang 9 năm rồi. Nè, phòng này là phòng bác sĩ nè. Rộng nhất luôn, to nhất luôn. Gấp 3 lần cái phòng bình thường. Ở đây thì vẫn còn mấy cái thuốc uống rồi này kia nè, chai thuốc rồi kia bỏ rất là nhiều. Sang với mấy đứa thì đang sửa lại cái túp lều của mình cho nó kỹ càng một xíu. Lấy phần cây, phần củi đây nè, tấn hết phía ngoài luôn, để mấy anh em Sang nằm ở trong đó, nó an toàn. Tại vì mọi người cũng biết là ở những cái khu bỏ hoang như thế này thì rắn rít nó có rất là nhiều luôn. Nên nếu mà mình không tấn kỹ thì buổi tối con rắn nó sẽ chui theo cái đường mình không tấn đây nè, nó chui vào trong. Nên phải tấn cho thật kỹ rồi vào trong ngủ. Rồi, trái này dưới đi. Trái này dưới nằm sẽ đỡ đau lưng. Mấy đứa thì nó sẽ dùng cái một cái mền để trải ở phía dưới cái chỗ ngủ của mấy anh em Sang ha. Phía dưới chỗ ngủ này thì nhóc Dảnh lót lá cây này, xong rồi lót lên một tấm bạt nữa, nên trải thêm cái mền nữa là ngủ không bị đau lưng luôn, kiểu như nằm nệm. Chưa có đợt nào đi rừng mà sướng vậy hả phải không Thái? Đợt này đi rừng thì đi vào đây mang đầy đủ đồ hết cả, nào là mấy cái mền luôn, mỗi đứa một cái. Thường thì đi là đắp võng thôi, nay thì được đắp mền đó. Rồi Thái nằm ở trong đi, thằng Dảnh nằm giữa, anh nằm ngoài. Tối nay Thái ngủ thức dậy là nằm ở phòng bác sĩ này. Dảnh dạ là nằm phòng số 3, còn anh là nằm ở chỗ này thôi. Coi chừng cái tối nay nó rinh đó, không nghe mấy câu chuyện hả? Mấy cái xa chứ, đó cái đường đó đó. Nó rinh, nó đâu cần biết là mình nằm chỗ nào nó cũng rinh được mà. Nó rinh thằng Thái vô cái phòng số phòng bác sĩ nè, nó chích cho mấy chục mũi. Chích cho nâu con mắt luôn kìa. Rồi Dảnh là nằm phòng số 3, vô đó cái nó tiêm thêm mấy chục mũi nữa. Chết. Mấy đứa ở đây có thấy được cái gì không? Có lúc, gì lạ không? Lúc anh Sang đi với Thái đi chặt củi, em thấy cái lá chuối bên đùi á. Y chang mà luôn. Người hả? Ừ, áo trắng. Nhưng mà không phải, cái lá chuối nó ở trong á, màu trắng á. À, cái phía dưới của nó gì? Dạ. Sao rồi? Buổi chiều tối hồi nãy em cũng thấy. Cũng lá đó luôn, cũng cái lá đó luôn. Ừ. Phía bên kia đồi. Ừ. Nó gió thổi nó khoe khoẻ hả? Đó. Nhìn y như người gì? Chiều anh cũng thấy y như vậy mà, cái lá chuối đó nó bị con sâu nó ăn mất cái phần giữa đi phải không? Y như cái đầu mà nó bị lật ngược lên như thế này mọi người. Cái lá chuối thì nó có hai mặt, một mặt phía trên là nó màu xanh, mặt phía dưới thì nó màu trắng thôi. Dạ, nó quậy quậy. À, nó quậy 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 cứ tưởng nó người. Chiều anh cũng thấy vậy nhưng anh nhìn kỹ lại thì nó là cái lá chuối. Mấy đứa đi ngủ. Mấy đứa thì nó đắp cái mền, còn Sang thì có đây có cái áo với là cái võng, đắp cái võng cho nó đỡ lạnh. Xong rồi tối nay nếu mà có chuyện gì á thì quay tiếp cho mọi người xem. Ơi xả bạc xuống, mình đi ngủ thôi. Bạc thì xả như chỗ này nha, lửa thì cứ đốt đây thôi.
Mọi người nghe được cái tiếng kêu phía bên cái đồi không? Sang đố mọi người cái tiếng kêu này á, là cái gì? Nhiều người đi vào rừng á, không chưa bao giờ nghe được cái tiếng này á, sẽ rất là sợ ha. Đầu tiên thì họ sẽ nghĩ là tiếng của một con ma rừng nó cười, hoặc là tiếng của một con chim nào, hoặc là một người nào đó bên kia đồi kêu chọc họ. Nhưng mà thật ra không phải nha mọi người. Đây này, sẽ cho mọi người nghe lại nha. Có những cái tiếng kêu rất là khác nhau. Một là giống y như tiếng cười của con người luôn. Thứ hai là tiếng hú như thế này. Thật ra đó là tiếng kêu của một đàn khỉ nha mọi người. Cái đàn khỉ này á, thì nó nằm xa lắm, nằm tít trên kia đồi nè, nhưng mà nó kêu rất là lớn. Ở đây thì là ở giữa rừng sâu á, nên sáng sớm vào khoảng thời gian 5 giờ sáng á, thì nghe cái con khỉ này nó kêu rất là nhiều. Không phải là một đàn nữa, mà nó kêu khắp cái mấy cái ngọn núi chỗ này luôn. Thì đi vào rừng khi mà mọi người nghe cái tiếng này á, thì hãy cứ bình tĩnh á. Tại vì nó là con khỉ thôi, cũng không có gì hết cả. Chỉ sợ khi nào con khỉ nó tới gần á, đồ đạc mình nó sẽ lấy đi ha. Nên mình cất cho cẩn thận. Tại vì buổi sáng thì con khỉ nó hay xuống gần cái chòi đây nè. Khi nãy thì nó xuống tận tới cái chỗ căn nhà này mà sao không kịp quay. Cầm điện thoại lên thì nó bỏ chạy hết. Nó xuống nó bu đầy trên cái dãy nhà hoang này luôn nè. Bây giờ thì cũng mới có 5 giờ rưỡi sáng thôi. Mấy đứa thì nó vẫn còn đang nằm trong đây ngủ. Mấy đứa thì cũng vừa mới thức dậy, nhúm một cái bếp lửa ở đây chiên lại cái đồ ăn tối qua mình còn dư á. Để sáng nay mấy anh em sang ăn cho thật no, xong rồi còn cái chặng đường đi từ cái khu nhà hoang này nè về tới nhà nữa, một cái chặng đường rất là xa luôn nha. Thì cuối cùng mình sang cũng đã hoàn thành xong cái thử thách 24 giờ bên khu nhà hoang cho mọi người xem rồi. Thật ra thì cái khu nhà hoang này á, nó nằm ở giữa rừng sâu, nhưng mà nó cũng không quá đáng sợ nha mọi người. Có sợ hay không á là do suy nghĩ của từng người thôi. Còn riêng mấy đứa nhóc này á, thì nó đi rừng cùng sang quen rồi, nên nó ngủ ở đây cũng không có gì không có gì xảy ra hết cả. Thì clip của Sang ngày hôm nay có lẽ cũng khá dài rồi, nên Sang sẽ tạm dừng clip tại đây. Tại vì hôm rày dịch bệnh á, nên không thể nào đi tới đi lui để quay video cho mọi người xem, nên tạm thời là làm những video này. Còn nếu như mọi người nào có những cái ý kiến nào hay hơn về khu nhà hoang này thì mọi người hãy bình luận phía bên dưới cho Sang ha, để Sang tiếp tục làm những cái video ở đây. Tại vì còn một khu nhà hoang nữa phải không Danh? Dạ. Còn một cái khu nhà hoang có lầu nữa nha mọi người, nó cũng nằm ở trong rừng sâu luôn, sâu hơn cái này nữa, xa hơn cái này nữa, mà nó có một cái lầu phía trên luôn. Nên nếu mọi người muốn Sang làm thêm, mọi người hãy bình luận phía bên dưới nha. Giờ thì Sang với mấy đứa chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.